YouTuber Lê Trí Thành lĩnh thêm án 3 năm tù. Chiều ngày 22 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Hàm Tân Bình Thuận xét xử và tuyên phạt Lê Trí Thành 3 năm tù giam với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo Lê Trí Thành đã làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Theo cáo trạng, qua công tác quản lý nhà nước và đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phát hiện tài khoản Facebook Lê Chí Thành của Lê Trí Thành, sinh năm 1983, ngụ Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận, nguyên cán bộ công an, đăng tải một số bài viết và video có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã có công văn kèm theo các chứng cứ gửi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác minh xử lý theo quy định. Video đăng tải ngày 30 tháng 7 năm 2020 trên tài khoản Facebook Lê Trí Thành có tiêu đề Đại tá Lê Bá Thụy có rất nhiều tài sản giá trị lớn, tiền ở đâu ra mà có. Với nội dung cho rằng, Đại tá Thụy có nhiều căn nhà, rẻ nhất hơn 3 tỷ đồng, căn nhà đang ở khoảng 30 tỷ đồng. Cũng trong video này, Thành cho rằng việc kỷ luật và tước danh hiệu công an nhân dân đối với Thành là lạm quyền và sai quy định. Ngoài ra Thành còn đăng clip xuyên tạc sai sự thật cho rằng ngành công an bảo vệ cho sai phạm. Ông Lê Bá Thụy được xem là bị hại cho rằng Lê Trí Thành phát tán các clip xuyên tạc sự thật về ông đã phần nào ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và gia đình ông. Ông Thụy đề nghị tòa xử bị cáo theo quy định của pháp luật nhưng không yêu cầu bồi thường dân sự. Trước đó, Thành đã bị tòa nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 2 năm tù. Và tại phiên phúc thẩm tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên y án đối với Lê Trí Thành về tội chống người thi hành công vụ. Tổng hợp mức án Lê Trí Thành phải chịu là 5 năm tù giam tính từ ngày 14 tháng 4 năm 2021, thời điểm bị bắt tạm giam.